Phương Uyên và Việt Anh xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9 cùng với học sinh trên khắp cả nước, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vui mừng hân hoan đến trường dự lễ khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới 2024-2025. Những thông tin chi tiết về lễ khai giảng năm học mới sẽ được chúng tôi chuyển tải đến quý vị trong các bản tin. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị nhiều nội dung thiết thực hữu ích cũng như các chương trình giải trí sẽ có trên TTV11. Còn bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi đến với những thông tin trong toàn cảnh ngày mới sáng nay. Thưa quý vị, để chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón năm học mới 2024-2025, ngành giáo dục đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Trường lớp thêm sạch đẹp khang trang, thầy và trò đã sẵn sàng hành trang đón chào năm học mới với những kỳ vọng mới. Tại trường Trung học cơ sở Thái Bình, huyện Châu Thành đã sẵn sàng cho khai giảng năm học 2024-2025. Trước đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới, nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp. Năm học 2024-2025, trường có 17 lớp với tổng số 682 học sinh, trong đó tuyển sinh lớp 6 là 204 em, được chia thành 5 lớp. Năm học mới này, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường rất vui mừng khi được đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng với số tiền hơn 2 tỷ 345 triệu đồng. Dự kiến nhà thi đấu đa năng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2024. Hiện nay, toàn huyện Châu Thành có 57 trường công lập từ giáo dục mầm non đến trung học cơ sở. Trong hè, các trường được cấp kinh phí hơn 6 tỷ đồng để chỉnh trang trường lớp, sân trường, hàng rào. Đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học gần 3 tỷ 900 triệu đồng. Công tác huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, tuyển sinh đầu cấp ở tiểu học và trung học cơ sở đều đạt tỷ lệ gần 100%. Năm học này, áp lực thiếu giáo viên tuy có giảm hơn so với mọi năm, nhưng số lượng giáo viên của huyện còn thiếu khá nhiều. Số giáo viên còn thiếu khoảng 130 giáo viên. Trong thời gian tới, ngoài việc tuyển mới, ngành giáo dục huyện đã có những biện pháp để khắc phục việc thiếu giáo viên. Để chuẩn bị đội ngũ viên chức năm học mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì phòng giáo dục cùng với các trường đã cử cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Giáo dục tổ chức. Nhất là đội ngũ cán bộ giáo viên mà chuẩn bị dạy cho chương trình lớp 5 và lớp 9 trong năm học 2024-2025, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phòng giáo dục cũng phối hợp với phòng nội vụ huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên để đảm bảo tốt nhất cho công tác giảng dạy của các trường, đồng thời thực hiện hợp đồng theo cái nghị định 111 đối với các trường mà còn thiếu giáo viên. Bên cạnh đó cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch tuyển giáo viên, nhân viên các trường còn thiếu trong thời gian sắp tới. Năm học 2024-2025, đây là năm học năm thứ 5 Tây Ninh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các cấp học. Trong năm học trước, chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 mang lại nhiều tín hiệu tốt từ khả năng tiếp thu sách giáo khoa mới của học sinh. Cấp học mầm non bảo đảm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non, bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Cấp học phổ thông nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả đào tạo, tập trung các giải pháp xây dựng văn hóa học đường, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, đạo đức, lối sống, văn hóa. Tất cả đã sẵn sàng chào đón năm học mới 2024-2025 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, lượng khách du lịch tới với Tây Ninh tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh, trong 4 ngày nghỉ lễ, tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 115.000 lượt khách với tổng doanh thu du lịch đạt 77 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Về công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú, bình quân đạt 70–75%. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, tại khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, không khí đón Quốc khánh rộn ràng với cờ hoa đỏ rực được trang hoàng từ chân núi lên đến đỉnh núi. Chuỗi show diễn nghệ thuật cùng các trải nghiệm văn hóa tâm linh độc đáo cả ngày lẫn đêm đã khiến Núi Bà Đen trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Thưa quý vị, để tăng cường công tác phòng chống dịch, không để bệnh sởi lây lan, bùng phát trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, trong đó chủ động triển khai phòng chống dịch mùa tụ trường và triển khai tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi và các khuyến cáo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh sởi. Thưa quý vị, theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp như tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh sởi, chủ động công tác giám sát phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch và thường xuyên đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tăng cường truyền thông, tuyên truyền, vận động đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và khuyến cáo. Không chỉ nổi tiếng với những dấu ấn kiến trúc văn hóa được gìn giữ qua hàng trăm năm, đô thị cổ Hội An cũng là điểm đến thu hút các nghệ sĩ trong và quốc tế để được thỏa mãn đam mê sáng tạo văn hóa nghệ thuật. Đó cũng là hướng đi bền vững của thành phố di sản để tăng thêm các sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo và hấp dẫn du khách. Lần đầu tiên một sân khấu đặc biệt được dựng lên giữa cánh đồng lúa chín thuộc xã Cẩm Châu, thành phố Hội An để giới thiệu nghệ thuật múa đương đại, kết hợp âm nhạc dân gian và khung cảnh làng quê Việt mộc mạc. Vở diễn 60 phút mang tên Rơm đã thu hút hàng trăm khán giả đến thưởng thức mọi suất diễn. Trong đó, nhiều du khách nước ngoài không thể rời mắt khỏi show diễn bắt trọn vẻ đẹp làng quê Hội An trong ánh hoàng hôn. When I think about Haiyan... Những suy nghĩ của tôi về Hội An đều đã được họ thể hiện trên sân khấu. Đó là câu chuyện về tình cảm gia đình, quá trình trưởng thành, gắn bó với công việc đồng áng, rồi tình yêu được nhen nhóm như thế nào. Và đặc biệt sân khấu đặt ở không gian này mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Cảnh sắc làng quê Việt và nếp sống bình dị của người dân Hội An từ lâu đã trở thành mạch nguồn sáng tạo bất tận cho các sáng tạo nghệ thuật. Giá trị di sản và văn hóa bản địa của mảnh đất này được đánh giá vẫn còn rất nhiều dư địa để các nghệ sĩ tìm tòi sáng tạo nên các tác phẩm giàu tính truyền thống và mang hơi thở đương đại. Là trong cái thành phố sáng tạo An có một cái dự án mà được UNESCO rất là hôm nay, đó là dự án là Hội An ngôi nhà sáng tạo, tức là sẽ quy tụ kết nối tất cả những cái chủ thể sáng tạo. Vấn đề ở đây là làm sao là tất cả các cái nguồn lực của văn hóa, cái di sản văn hóa, kể cả văn hóa bản địa và những cái giá trị của văn hóa làng quê của cộng đồng, nó được chấn hương và nó được truyền cảm hứng. Với định hướng xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch, Hội An tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi và ươm mầm cho các giá trị sáng tạo mới trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa bản địa. Để từ đó, cộng đồng nghệ sĩ trong nước và quốc tế tích cực tham gia cùng thành phố xây dựng ngôi nhà sáng tạo Hội An. Thưa quý vị, tối ngày 3 tháng 9, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình vừa vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký trên thế giới để trở thành vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024 do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp từ năm 2019, vườn quốc gia Cúc Phương được nhận danh hiệu cao quý này. Nhờ thế mạnh về các điều kiện về lập địa rừng tự nhiên trên núi đá dồi, đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả, vườn quốc gia Cúc Phương của Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký khác trên thế giới để được vinh danh tại hạng mục Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024. Vườn Quốc gia Cúc Phương có diện tích hơn 22.000 hecta, nằm trên địa bàn của 14 xã, 4 huyện thuộc 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Từ một công trình gây nhiều tranh cãi, đập Tam Hiệp ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, từ khi đi vào khai thác sử dụng đã không ngừng khẳng định được giá trị kinh tế to lớn của mình, trở thành biểu tượng trị thủy và thuần phục Trường Giang, con sông lớn nhất Trung Quốc. Ngoài sản xuất thủy điện, kiểm soát lũ là chức năng đặc biệt quan trọng của công trình Tam Hiệp. Năm 2020, con đập này đã thành công chặn lũ đỉnh của trận lũ số 5 trên con sông Trường Giang với lưu lượng lên tới 75.000 m3 một giây, mức nước lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp phải hứng chịu kể từ khi xây dựng. Một chức năng khác của công trình Tam Hiệp là vận tải hàng hóa. Từ khi được đưa vào hoạt động đến nay, tổng sản lượng hàng hóa thông qua các âu tàu tại đập Tam Hiệp đã vượt 2 tỷ tấn. Thú vị, chỉ 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Những ngày này, nhiều thương hiệu bánh loader ở thành phố Thượng Hải đã được dựng gian hàng để nướng bánh Trung Thu tại chỗ, thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài bởi nó có hương vị rất khác loại bánh nướng thông thường. Bánh Trung Thu Thượng Hải có điểm đặc biệt là vỏ ngoài mỏng, nhiều lớp, giòn, được áp chảo. Khác với các loại bánh Trung Thu bình thường là bánh nướng vỏ một lớp, nhân bánh là các loại đậu, hạt, thậm chí là hải sâm, bào ngư, vi cá. Nhưng nổi tiếng nhất là nhân thịt heo. Ngoài bánh Trung Thu vị thịt truyền thống, hương vị được người nước ngoài ưa chuộng nhất là bánh Trung Thu thịt bò và bánh Trung Thu hạt hoa hồng mới ra mắt. Thưa quý vị, xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, mong muốn du khách trong và ngoài quốc tế không chỉ hiểu mà còn có thể nhớ được về văn hóa lịch sử, con người Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đã có cách làm hay sáng tạo, trở thành cầu nối, những đại sứ tuyên truyền văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội. Nhà tù Hỏa Lò. Di tích nhà tù Hỏa Lò, tọa lạc tại số 1 phố Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tác phẩm ấn tượng này được thể hiện bằng 2 thứ tiếng Việt và tiếng Anh, là sản phẩm của Minh Anh, sinh viên của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tâm huyết với giá trị lịch sử của nhà tù Hỏa Lò, Minh Anh đã dành gần 1 tháng để tìm hiểu tài liệu, đi quay từng góc nhỏ trong di tích, phỏng vấn cảm nhận của hàng chục du khách và tìm những cách sáng tạo để thể hiện tác phẩm tuyên truyền bằng video trực quan của mình để tham gia cuộc thi tìm kiếm đại sứ tuyên truyền lịch sử văn hóa Thăng Long, Hà Nội. Hỏa Lò là một cái di tích lịch sử, là một trong những cái minh chứng rõ ràng nhất cho thời kỳ kháng chiến chống Pháp của cha ông ta, mà Hỏa Lò còn nằm ngay giữa trong lòng Hà Nội, cho nên là Hỏa Lò cũng được rất là nhiều bạn trẻ, rất là nhiều du khách Việt Nam và nước ngoài biết tới và ghé thăm mỗi ngày. Và đó cũng là lý do mà tôi quyết định chọn Hỏa Lò sẽ là di tích lịch sử mà tôi sẽ thực hiện cái ấn phẩm để tham gia cuộc thi. Sau khi đoạt giải nhất, vượt qua 150 tác phẩm khác của cuộc thi tìm kiếm đại sứ tuyên truyền lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội do Thành đoàn Hà Nội phát động, sản phẩm của Minh Anh được lựa chọn để đăng trên các nền tảng mạng xã hội, website, giới thiệu các di tích lịch sử của thủ đô, tiếp cận hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn bạn trẻ. Kết hợp với đề án số hóa địa chỉ đỏ, tính đến tháng 8 năm nay, 150 trên 300 địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Thành đoàn Hà Nội triển khai tích hợp thành công. Qua các mã QR cung cấp ở những khu vực di tích, du khách có thể trải nghiệm 3D vào hệ thống VR360, tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của di tích cũng như tích hợp các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh, video trực quan, sinh động. Với cái công nghệ mới và đây như là một cái môi trường để cho các bạn trẻ có cơ hội để được tìm hiểu cũng như là được tham quan các cái di tích lịch sử cách mạng, cũng như là biết thêm nhiều những cái câu chuyện và có thể lan tỏa những cái giá trị này đến với cộng đồng, đến với bạn bè. Bề dày lịch sử văn hóa của nước ta nói chung và của thủ đô nói riêng là một kho tàng. Để tiếp thu có hiệu quả kho tàng kiến thức đó với những người trẻ là một việc không phải dễ dàng, nhưng để những người trẻ cùng nhau hiến kế để lan tỏa tình yêu sử Việt đến với mọi người, nhất là giới trẻ, lại là một cách làm hay để phát huy, truyền tải và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với ngày đặc biệt hôm nay, ngày tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Và hiện tại nhóm phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đang có mặt tại một điểm trường trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Và chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý khán giả không khí trước lễ khai giảng và xin được kết nối với phóng viên Thảo Minh ạ. lỵ ngày 5 tháng 9 năm 2024. Lễ khai giảng năm học 2024-2025 sẽ được diễn ra tại tất cả các trường học trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nói riêng. Mở đầu cho một năm học mới với nhiều kế hoạch và mục tiêu mới của ngành giáo dục. Hiện tại Thảo Minh đang có mặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, là nơi học tập và là nơi rèn luyện của các em học sinh người dân tộc thiểu số, đại diện cho tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập. Và theo quan sát hiện tại của Thảo Minh thì mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng tại ngôi trường này đã được hoàn tất và các em học sinh cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị bắt đầu bước vào lễ khai giảng. Và tình hình an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông tại các tuyến đường chính dẫn đến các trường học cũng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sự thông thoáng và không xảy ra tình trạng ùn tắc. Và những thông tin mới nhất liên quan đến lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên các bản tin tiếp theo trên kênh TTV11 cũng như trên các hạ tần số của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thảo Minh, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đưa tin trực tiếp từ hiện trường. Và sau đây... Liên tục chương trình xin giới thiệu đến quý vị các chuyên mục nổi bật sẽ được phát trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh trong ngày hôm nay. Đằng sau những cơ hội tìm kiếm việc làm là vô số rủi ro tiềm ẩn mà các bạn trẻ có thể dễ dàng rơi vào nếu không tỉnh táo. Những kẻ lừa đảo tinh vi luôn tìm cách lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và lòng tin của sinh viên, đặc biệt là những sinh viên năm nhất, để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc thông tin cá nhân. Trước khi ứng tuyển bất kỳ công việc nào, sinh viên cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của nhà tuyển dụng, tránh những rủi ro không đáng có. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục An toàn thông tin, phát sóng lúc 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2024 trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị đón theo dõi. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, hạn chế phát sinh các loại tội phạm, kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các đội nghiệp vụ công an thành phố Tây Ninh và công an xã phường duy trì tuần tra ban đêm trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Những nội dung này cùng những điểm tin về an ninh trật tự sẽ có trong chuyên mục An ninh Tây Ninh phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút thứ Năm ngày 5 tháng 9 năm 2024 trên kênh TTV11, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý khán giả đón xem. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Một câu chuyện ngợi ca về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên trung, bất khuất trước quân thù. Mời quý khán giả đón xem tập 1 bộ phim Khung trời yên tĩnh sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ trong khung phim điện ảnh cách mạng Việt Nam. Điểm mấu chốt trong vụ án này là tiểu thái tử năm xưa bị đánh tráo bây giờ đang ở đâu? Điều này có thể khẳng định. Năm xưa không những Khấu Châu không bóp chết thái tử đem chôn, trái lại còn giao cho Trần Lâm. Những thủ đoạn tàn ác của Lưu Phi trốn hậu cung. Ba, con muốn hỏi ba một chuyện. Là chuyện gì? Ban đầu khi ba và má nhận nuôi con thì con bị bỏ rơi hay là một cô cha mẹ vậy hả ba? Tại sao đột nhiên con lại hỏi mấy chuyện này vậy? Bà có biết ba má ruột của con là... Phùng Trinh và những thắc mắc về thân thế. Mời quý khán giả đón xem tập 17 của bộ phim truyện Trung Quốc Đứa con các họ được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút hôm nay. Các bạn đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi trong chương trình, đồng hành cùng phim giờ vàng sau mỗi tập phim. Mà con trai mình quen một người hơn nó gần chục tuổi, mình có nghĩ gì không? Mẹ nó phải nói với con trai, nói hồi nào giờ nói con ơi thương vợ phải thương nó lớn tuổi đi, nhỏ tuổi quá sợ con mình khổ. Mẹ chồng khuyên con trai nên lấy vợ lớn tuổi hơn và kết quả bà được một cô con dâu lớn hơn con trai mình 9 tuổi. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 137 chương trình Mẹ chồng nàng dâu được phát vào lúc 21 giờ 35 phút để cùng lắng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc của gia đình mẹ chồng Thạch Thị Sáu và con dâu Thạch Thị Thiết. Hôm sau, bà Mai dắt cháu gái mình đến lớp thiền để đăng ký học thiền. Đúng như lời đã nói hôm qua, ông Thống cho phép bà Mai được giảm 20% học phí. Lấy nước vui đưa cho dân, bà Mai căn dặn. Đầu mỗi tiết học á, mình sẽ được uống nước vui. Nước này thầy nói là nó được hấp thụ tinh hoa của đất trời, cho nên uống vô sau khi ngồi thiền một lát là tinh thần nhẹ nhõm, giảm stress, hết mệt mỏi liền. Đội lốt giáo viên lớp học thiền, người đàn ông chủ chỗ trục lợi hàng chục người bằng loại ma túy mới có tên nước vui. Mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện nước vui trong chương trình kịch truyện Thanh được phát vào lúc 9 giờ 15 phút hôm nay trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nga trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế LB Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện để hướng đến những mục tiêu đã đề ra. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-xích kể từ ngày tập trung đang tiếp tục rèn quân ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc giải giao hữu quốc tế LB Cup 2024. Hiện đội tuyển Việt Nam không còn ca chấn thương nào đáng chú ý. Trường hợp của cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy bị đau nhẹ cũng đã tham gia tập luyện bình thường cùng toàn đội. Như vậy, huấn luyện viên Kim Sang-xích dự kiến sẽ có đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Nga vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9. Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội đang hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước đội tuyển Nga để làm quà tặng người hâm mộ. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam còn một trận đấu nữa, đó là gặp đối thủ nhiều duyên nợ, đội tuyển Thái Lan vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9. Thú vị, sau khi chia tay Dortmund, trung vệ Mats Hummels chuẩn bị có bến độ mới ở mùa giải này. Mats Hummels là cầu thủ cực kỳ quan trọng của Dortmund trong hành trình vào đến trận chung kết Champions League. Đáng tiếc là Hummels không có được niềm vui chiến thắng. Sau khi đáo hạn hợp đồng với Dortmund, trung vệ người Đức quyết định tìm một bến đỗ mới. Anh đã chọn AS Roma để đầu quân và chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận sau khi kiểm tra y tế. Hiện AS Roma vẫn chưa có được chiến thắng nào sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Serie A. Đây có lẽ là động lực để câu lạc bộ bổ sung thêm tân binh với sự gia cố thêm cho hàng phòng ngự. Mạnh Tiến xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Tây Ninh ngày mới. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 33 độ C. Cảnh báo trong mưa dông, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0,70 cho đến 0,75 m. Thưa quý vị, dầu dừa nguyên chất chứa các khoáng chất quan trọng và một số vitamin tàng trong chất béo như canxi, magie, beta-carotene, vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E mà cơ thể có thể hấp thụ sử dụng ngay. Các vi lượng trong dầu dừa có tác dụng giúp ích cho sức khỏe của mọi người. Dùng cho người kiêng chất béo, dầu dừa cung cấp ít năng lượng hơn so với các loại dầu khác là 8,6 kcal mỗi gram, trong khi các loại dầu khác cung cấp năng lượng cho 9 kcal mỗi gram. Axit béo bão hòa không gây ra tăng cân béo phì, rất tốt cho những ai đang trong chế độ giảm cân. Dầu dừa giúp tăng sự trao đổi chất lên đến 24 giờ hấp thụ thức ăn hoặc là lượng calo được đốt lên. Không chỉ là lượng calo dư thừa để được tích lũy dưới dạng mỡ, tốt cho hệ tiêu hóa, dầu dừa là một loại chất béo bão hòa, đường vừa phải. Tính năng này cải thiện hiệu suất của ruột già, giúp chăm sóc xương. Các chất dinh dưỡng trong dầu dừa rất giàu khoáng chất thiết yếu, bao gồm canxi và magie cho xương chắc khỏe. Dầu dừa giúp bổ sung các khoáng chất cần thiết, giúp xương dễ phục hồi sau khi chấn thương. Hy vọng những thông tin chia sẻ vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị. Đến đây thì chương trình Tây Ninh ngày mới xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.